Gì đây? Tối mò mò này nhìn thì đéo được. Có nhìn đâu. Tối lắm. Ừ, phải mấy đèn cho một đèn đấy ăn thua. Bật bật thêm đèn nữa đi. Con chuột này to lắm. Nhưng mà làm nào? Cắt đuôi nó à? Đây đuôi này, chặt chặt đuôi nhá. Bỏ cái điện thoại của anh ra. Bỏ nút cả đây. Anh tin không? Anh không cần phải ấy. Anh không cần phải cầm cái này. Anh rút đuôi ra, thằng con chuột tóm vào. Nó cắn vào tay anh. Đi là tự chuẩn bị qua đây. Tóm vào đi. Đâu? Trong nghề không có lỗ đâu. Tóm vào cái đuôi ở đây. Tóm. Anh tóm vào thôi. Tỏ tay vào. Cắn đây hiểu không? Ông sợ chuột của mẹ rõ ràng. Đi. Đâu rồi? Rõ ràng. Chứ đập chúng rồi. Trong cái lỗ này. Thôi trong lỗ này. Bay chặt đâu. Ok, chuột dài đi. Ôi, cái đầu còn chó này. Ừ, nó chạy bao nhiêu vậy? Nó cái lá rồi. Tóm cổ nó lên. Tưởng không bắt được. Lát mẹ anh giàu mẹ học em. Bố cũng thức sâu. Lá chuối. Vào anh cái lá chuối. Sao cái mõm dài thế nhỉ? Dạ, chưa chết, chưa, chết chưa, chết chưa? Chưa, đang giả vào chết. Không thấy nó thở nữa mà. Cái răng dã man nhỉ? Ừ. Dài ghê. Thôi cứ để thử xem tí nó có chạy không?